Dạ, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em review cho anh em xem và báo giá cho anh em xem luôn cái máy trà nhám AEG. Mã của nó là HBS1000E2. Đó thì máy trà nhám này hàng Úc về. Đó là hàng mới 100% và 1001W. Đó thì cái tốc độ của nó là từ 240 đến 450 vòng trên phút, và nhám của nó là 75 nhân 53 533, và nó là 5 ký 5 ký mốt. Thì cái hãng AEG thì là hãng rất là nổi tiếng ở trên thế giới, và cái trà nhám này thì giá rất là rẻ, giá của nó chỉ có 1.300.000. Đấy, thì mình sẽ khui cho anh em xem luôn để cho anh em chốt cái AEG này. Vâng, và hàng mới 100% đó, thì mình sẽ khui đỡ cho anh em có cái cảm nhận nha. Đây, đầu tiên là cái hút bụi nó vào đây và nó có tháo ra để cho bụi nó ra. Nhám này nó có bán ở trên thị trường nha anh em, có một cái miếng nhám sẵn đi theo máy và cái hút bụi ra và cái gu tay cầm. Cái khối của cái máy này nó đúc bằng gang hết, thì cái này thì nó sẽ làm êm. Đây. Và máy mới 100%, và cái cơ của nó, cái này mình tụt lại, tụt lại đỡ cho mình gắn nhám ra, và mình sẽ đóng lại, mình sẽ cho anh em xem luôn. Cái máy trà nhám AEG mới 100% hàng Úc về, nó có cái điều chỉnh tốc độ ABCDE luôn. Vâng, và cái nhám này thì cái độ nó đủ độ nặng để cho mình sẽ lưu nó. Cái trà nhám này giá 1.300.000 mới 100%, và nhám có thị trường. Và hai bên cạnh này là nó có cái chỗ thang này, khi mà hết chỗ thang thì mình sẽ lắp chỗ thang. Đây. Cái này thì mình điều chỉnh là để nhám nó qua lại. Đây. Và cái giá của nó là 1.300.000 mới 100%. Cái mã của nó thì em cũng báo rồi, thì hàng Úc nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em nào quan tâm liên hệ mình. Cái trà nhám này giá của nó là 1.300.000.